Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Bạch Lộc và La Vân Hi thông báo tin vui. Bộ phim Trường Nguyệt Tận Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đồng chính đã phá mốc 2 triệu lượt đặt trước trên nền tảng Youku. Trường Nguyệt Tận Minh hiện đang là tác phẩm cổ trang nhận được nhiều sự kỳ vọng của khán giả. Với sự góp mặt của hai ngôi sao đang lên là Bạch Lộc và La Vân Hi, bộ phim được mong chờ là sẽ làm nên chuyện. Mới đây, đoàn làm phim tiếp tục đón một tin vui lớn trước thềm chính thức lên sóng khiến netizen vô cùng bất ngờ. Theo đó, như thông tin mới nhất được đề cập, dự án của trang Trường Nguyệt Tận Minh đã phá mốc 2 triệu lượt đặt trước trên nền tảng Youku. Đây được xem là một tín hiệu mừng và cũng là thành tích ấn tượng với một bộ phim đang chờ lên sóng. Điều này đã phần nào cho thấy sức hút và sự mong đợi của khán giả để được xem Bạch Lộc và La Vân Hi yêu nhau lớn đến nhường nào. Phản ứng của cư dân mạng: chúc mừng Trường Nguyệt Tận Minh, hóng tận hoàng quá đi. Mặc dù biết phim đang gặp phải lùm xùm về kịch bản nhưng vẫn mong là được chiếu. 2 triệu lượt đặt xem trước rồi mà không được chiếu thì buồn lắm. Khả năng là đắp chiếu vĩnh viễn rồi, tiếc cho một dự án được đầu tư. Trường Nguyệt Tận Minh đánh dấu màn tái hợp của bộ đôi Bạch Lộc và La Vân Hi kể từ sau khi Nửa là Đường Mật, Nửa là Đau Thương ra mắt cuối năm 2020. Bộ phim kể về câu chuyện của Đàm Đài Tẫn do La Vân Hi thụ vai, sinh ra thân vốn mang tà cốt, tính tình độc ác tàn nhẫn, tà cốt thức tỉnh khiến ma thần xuất thế. Nữ chính Lê Tô Tô do Bạch Lộc thụ vai, cũng vì vậy phải trở về 500 năm trước để rút tà cốt trong thân Đài Tẫn. Đài Tẫn dù trong lòng có Lê Tô Tô, nhưng vì yêu quyền lực nên hắn không từ thủ đoạn, điều gì cũng dám làm, gây ra đau khổ cho cô. Hiện khán giả đang vô cùng mong đợi Trường Nguyệt Tận Minh có thể sớm lên sóng. Đây được coi là một trong những bộ phim sẽ giúp tiên hiệp thoát kiếp, nhảm chán vào năm 2023. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.